Hợp tác trong phát triển nhà máy thông minh, Bộ Công Thương và Samsung Việt Nam vừa khởi động dự án hợp tác phát triển nhà máy thông minh đợt 1 năm 2023. Đây là hoạt động nhằm nâng cao khả năng chuyên môn của đội ngũ chuyên gia tư vấn trong nước, cải tiến năng lực vận hành sản xuất trên nền tảng công nghệ thông tin của doanh nghiệp. Phát biểu tại lễ khởi động, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết, trong bối cảnh thị trường cạnh tranh cao như hiện nay với cơ chế tự sàng lọc và lựa chọn, các doanh nghiệp sản xuất Việt Nam đang đứng trước rất nhiều thách thức. Vì vậy, phát triển nhà máy thông minh là xu thế tất yếu cho các doanh nghiệp sản xuất Việt Nam hiện nay. Tính đến cuối năm 2022, Samsung đã phối hợp với Bộ Công Thương hỗ trợ đào tạo 51 chuyên gia về lĩnh vực nhà máy thông minh tại Việt Nam và tư vấn phát triển nhà máy thông minh cho 26 doanh nghiệp trên cả nước. Năm 2023, dự án sẽ tiếp tục được triển khai cho 24 doanh nghiệp phía Bắc và phía Nam. Trong khuôn khổ lễ khởi động dự án Hợp tác phát triển nhà máy thông minh đợt 1 năm 2023, đã diễn ra lễ ký thỏa thuận hỗ trợ tư vấn cho 12 doanh nghiệp tham gia dự án đợt này.